Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2011-2015, ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm Năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương cho biết, trong 5 năm qua đã có 585 dự án, nhiệm vụ được triển khai, trên 10.000 mẫu sản phẩm thuộc 15 nhóm sản phẩm mục tiêu đã được dán nhãn năng lượng. Chương trình nhãn năng lượng đã triển khai thành công, tạo được thói quen tiêu dùng, mua sắm các sản phẩm hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Chương trình cũng đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho gần 700 doanh nghiệp, đã có trên 100 tòa nhà đã được vinh danh tại cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng do Bộ Công Thương phát động qua các năm. Bằng việc hỗ trợ cho 30.000 dàn nước nóng năng lượng mặt trời của chương trình, đã kích thích và tạo ra một thị trường dàn nước nóng sôi động với rất nhiều mẫu mã đa dạng của nhiều nhà cung cấp. Ước tính mỗi năm tiết kiệm khoảng 1 tỷ kWh, tương đương với 1.600 tỷ đồng. Các chương trình truyền thông cộng đồng về tiết kiệm năng lượng đã được triển khai, truyền tải bằng nhiều hình thức đa dạng trên tất cả các loại hình báo chí tới mọi tỉnh thành của cả nước. Cùng với các kết quả tích cực, ông Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Hội Khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam cho rằng cần nhận diện đầy đủ các rào cản, các hạn chế đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để điều chỉnh các nội dung, thúc đẩy các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cả về bề rộng và chiều sâu trong giai đoạn 2016-2020.